Vụ đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép ở Lào Cai, thôn đội trưởng là người cảnh giới. Kiên Giang thưởng nóng cho người tố giác nhập cảnh trái phép. Sĩ quan Đào Ngũ nói Trung Quốc là nước cung cấp nguyên liệu sản xuất vũ khí chính cho Myanmar. Hồng Kông có thể áp dụng lệnh cấm đi lại với du khách từ ngày 1 tháng 8. Gia đình Lee của Samsung phải trả hơn 10,8 tỷ USD tiền thuế. Tỷ phú Elon Musk nói về rủi ro trong sứ mệnh sao hỏa. Ông Popeo chỉ trích John Kerry và sự nhu nhược của chính quyền Biden Vợ của Cộng sự Tổng thống Biden công khai mối quan hệ với Bắc Kinh Nhà công nghiệp Hồng Kông Nguyên Cung Di Đừng quên những tội ác trồng chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tạp chí Trung Quốc xuất bản báo cáo Chứng luộc có thể nở ra gà con Cư dân mạng đặt câu hỏi về tính hợp pháp Quý vị đang theo dõi mục điểm tin trưa ngày 29 tháng 4 của DKN TV Như thường lệ sau đây là các nội dung chi tiết Mở đầu mục điểm tin trưa hôm nay, xin mời quý vị đến với cập nhật nhanh về tình hình trong nước. Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa bị phát hiện. Báo VOV cho biết, người đứng ra cảnh giới giúp các đối tượng nhiều lần đưa người vượt biên chót lọt lại chính là Lý Trừ, dân tộc Mông, sinh năm 1988, trú tại thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, giữ chức thôn đội trưởng, người trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng biên phòng. Cơ quan chức năng cho biết Lý Trừ rất thông thạo địa bàn trong quá trình tuần tra, luôn hoàn thành trách nhiệm được giao, giữ chữ tín. Tuy nhiên, Trừ đã quay ra lợi dụng chức vụ tiếp tay cho Giàng Mỹ, kẻ phụ trách biên phía Việt Nam, đưa người qua biên giới. Mỗi lần đưa người chót lọt, Giàng Mỹ trả cho Trừ và hai người liên quan từ 600 đến 1 triệu đồng tiền công cho một trường hợp. Lợi ích trước mắt hấp dẫn hơn nhiều so với mức phụ cấp gần 9.000 đồng trên một giờ tham gia tuần tra gồm cả tiền ăn. Trước đó vào ngày 23 tháng 4, nhà chức trách Lào Cai đã bắt giữ 7 người trong đường dây tổ chức đưa 90 lượt gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Nghi phạm đứng đầu đường dây được xác định là Vũ Minh Toàn, ngụ tại tỉnh Hưng Yên. Theo lực lượng biên phòng, chỉ riêng 3 tháng đầu năm, cả nước đã phát hiện 2.447 vụ với 13.249 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên 4 tuyến biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia và tuyến biển. Thưa quý vị, trước sự bùng phát mạnh của virus cúm Vũ án COVID-19 ở Campuchia, chính quyền tỉnh Kiên Giang đang đề cao cảnh giác ngăn dịch lây qua biên giới. Mới đây, lãnh đạo tỉnh này cho biết sẽ thưởng nóng cho người tố giác ai nhập cảnh trái phép. Báo Tuổi Trẻ sáng 29 tháng 4 dẫn lời ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nói Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu cơ chế thưởng nóng cho người dân tố giác hành vi nhập cảnh trái phép. Thưởng ngay, không cần phải báo cáo thành tích, thủ tục dườm dài như quy trình khen thưởng thông thường. Tỉnh này hiện đang dồn lực lập các chốt chặn toàn tuyến biên giới trên bộ và vùng biển tiếp giáp với Campuchia. Trong nội địa, các nhà chức trách yêu cầu các địa phương tổ chức kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới. Kể từ khi tiến hành đảo chính hôm mùng 1 tháng 2, đến nay, lực lượng an ninh Myanmar đã giết hại hơn 700 người biểu tình. Chứng kiến cảnh người dân bị quân đội đàn áp đẫm máu, nhiều sĩ quan Myanmar đã quyết định rời hàng ngũ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Đài Á Châu Tự Do RFA, một trong ba sĩ quan quân đội đã trốn sang Ấn Độ, từng làm việc tại một nhà máy thiết bị quốc phòng, đã tiết lộ về mối quan hệ giữa quân đội Myanmar và chính quyền Trung Quốc. Sĩ quan yêu cầu được giấu tên cho biết, nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất vũ khí hầu hết đến từ Trung Quốc, nhưng những nguyên liệu này không vào Myanmar thông qua các con đường thương mại biên giới, mà đến bằng đường hàng hải qua trạm trung gian Singapore. Sĩ quan này nói, Hầu hết các nguyên liệu thô đến từ Norinco, một tập đoàn quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, sản xuất nhiều loại sản phẩm dân dụng và quân sự. Có 38 nhà máy sản xuất vũ khí được gọi là Kapsa. Công ty FITWENER Werner của Đức cung cấp thiết bị sản xuất đạn. Theo tôi biết thì công ty Đức không còn bán thiết bị mới nữa mà vẫn đang cung cấp phụ tùng thay thế. Nhận định về chính phủ quân sự, viên sĩ quan cho rằng những người lãnh đạo quân đội Myanmar sẽ không từ bỏ bạo lực sẽ tiếp tục xả súng vào người dân vì lo sợ nếu mất quyền lực họ sẽ phải đối mặt với tòa án hình sự quốc tế hoặc tòa án công lý quốc tế và họ sẽ bị đưa lên giá treo cổ. Anh cũng cho rằng sau thất bại vào năm 1988, ở lần này người dân Myanmar sẽ không bỏ cuộc, họ sẽ chiến đấu đến cùng để đòi dân chủ. Về lý do đào ngũ, sĩ quan này nói nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ nhân dân. Đây là lý do do quân đội tồn tại. Hiện tại, quân đội Miến Điện đang bắt giữ, tra tấn và giết hại người dân mà không có lý do vì thế anh đã quyết định từ bỏ quân ngũ và đào thoát sang Ấn Độ. Thưa quý vị, Chính phủ Hồng Kông ngày 28 tháng 4 đã sửa đổi luật nhập cư của đặc khu cho phép cơ quan an ninh ngăn chặn một người lên chuyến bay hoặc bất kỳ hình thức vận chuyển nào khác ra khỏi thành phố. Luật sửa đổi đã làm dấy lên lo ngại rằng nó sẽ được áp dụng để ngăn người dân rời đi trong bối cảnh cuộc đàn áp ngày càng gia tăng đối với những người bất đồng chính kiến. Việc sửa đổi sắc lệnh nhập cư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 được thông qua bởi Hội đồng Lập pháp mà không có thành viên đối lập những người đã từ chức liên tục vào tháng 12 năm 2020 để phản đối việc trục xuất bốn đồng nghiệp của họ. Chính phủ Hồng Kông cũng sẽ thiết lập một hệ thống thông tin hành khách tiên tiến. Dữ liệu sẽ được chuyển cho Bộ Di trú để kiểm tra, tiếp nhận từ chối nhập cảnh hoặc bắt giữ hành khách khi đến nơi. Ở diễn biến khác, báo Gitmo China hôm 28 tháng 4 đưa tin, gia đình ông Lee Kun-hee, cố chủ tịch của Samsung Electronics, tiết lộ rằng họ sẽ phải trả hơn 12.000 tỷ won, tương đương 10,8 tỷ USD thuế thừa kế và sẽ tặng 1.000 tỷ won cho ngành y tế Hàn Quốc kèm theo hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Theo Reuters, với khoản thuế khổng lồ này, họ sẽ không phải trả ngay mà được trả thành 6 đợt trong vòng 5 năm, bắt đầu từ tháng 4, 2021. Ngoài ra, gia đình Lee cũng sẽ thông báo rằng họ sẽ quyên góp 1.000 tỷ won cho việc cải thiện sức khỏe, cộng đồng trong nước, bao gồm 500 tỷ won để xây dựng bệnh viện chuyên khoa đầu tiên của Hàn Quốc về các bệnh truyền nhiễm. Cố Chủ tịch Lee đã qua đời vào ngày 25 tháng 10, 2020 và để lại khối tài sản trị giá khoảng 26.000 tỷ won. Ông được ghi nhận là người có công đưa Samsung trở thành một trong những công ty nổi tiếng trên thế giới về điện thoại thông minh cũng như lĩnh vực bán dẫn. Cùng với khoản tiền thuế khổng lồ, gia đình ông Lee sẽ hiến tặng hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật cho Viện Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Trong đó, 60 tác phẩm được chính phủ coi là bảo vật quốc gia. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc chưa cổ phần trong tập đoàn Samsung. Các nhà đầu tư sẽ cần phải đợi hồ sơ pháp lý để xem xét những thay đổi trong việc nắm giữ cổ phần của Lee Cha con trai ông Lee Kun Hee và các thành viên khác trong gia đình. Báo New York Post ngày 28 tháng 4 cho biết, trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Tổ chức x Peter Diamandis, Chủ tịch Elon Musk thừa nhận rằng rất nhiều người có thể sẽ hy sinh trong chuyến đi lên sao hỏa. Nhà sáng lập SpaceX đã cười khi đưa ra dự đoán thẳng thừng về sứ mệnh sao hỏa đã được lên kế hoạch của mình và coi đây là lối thoát cho những người giàu có. Bạn có thể chết sẽ không thoải mái và có thể sẽ không có thức ăn ngon, ông Musk nói với Peter Diamandis. Ông Musk chia sẻ thêm rằng, chuyến đi lên sao hỏa sẽ là cuộc hành trình gian khổ và nguy hiểm nơi bạn có thể không sống lại. Thành thật mà nói, rất nhiều người có thể sẽ chết ngay từ đầu. Nó không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho tình nguyện viên. Công ty vũ trụ của Musk đã phóng hơn 100 tên lửa trong thập kỷ qua với nỗ lực đưa khách du lịch lên mặt trăng và sao hỏa nhưng một số nguyên mẫu tàu không gian không người lái trong quá trình thử nghiệm đã thất bại. Tuy nhiên, Musk dự đoán vào tháng 12 năm 2020 rằng công ty của ông sẽ tìm được ứng viên cho chuyến đi lên sao Hỏa vào năm 2026. Vào năm 2015, tỷ phú Musk đã thảo luận về việc đưa một thành phố lên sao Hỏa sau khi SpaceX phóng thành công một tên lửa vào không gian. Tiếp sau đó, ông Musk đã xuất bản một bài báo vào tháng 6 2017 nói về việc sẽ giúp con người có thể sống ở nhiều hành tinh đặt ra kế hoạch đưa 1 triệu người lên sao hỏa. Thưa quý vị, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo đã chỉ trích đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden, ông John Kerry, sau khi có thông tin rằng ông Kerry đã phản bội Israel, một đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Kerry được cho là đã ngầm thông báo với ngoại trưởng Iran rằng Israel đứng đằng sau hàng trăm vụ tấn công vào tài sản của Iran ở Syria. Phong Niu viết, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tuyên bố trong đoạn âm thanh bị dò dỉ gần đây rằng John Kerry khi còn giữ chức Ngoại trưởng dưới thời chính quyền Obama đã thông báo cho ông ấy về hơn 200 hoạt động của Israel ở Syria. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 28 tháng 4, ông Pompeo đã lên án quyết định gặp Ngoại trưởng Zarif của ông Kerry và yêu cầu trợ tá của Tổng thống Biden giải thích với người dân Mỹ lý do đằng sau hành động này. Kiều Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề Iran có phần mềm yếu của chính quyền Biden, cảnh báo rằng việc sử dụng một cách tiếp cận tương tự thời chính quyền Obama để đối phó với Tehran sẽ chỉ khiến Hoa Kỳ cũng như các đồng minh của họ ở Trung Đông gặp rủi ro. Ông Pompeo tỏ ra thất vọng với cách chính quyền Biden đang đối phó với sự hung hăng của lực lượng vệ binh cách mạng Iran khi lực lượng này không ngần ngại quấy rối các tàu hải quân Hoa Kỳ ở vùng Vịnh ít ngày trước. Ông Pompeo cho biết chính quyền Trump trước đây có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng bằng cách nói với hải quân Mỹ rằng họ được phép thổi bay lực lượng Iran khỏi mặt nước. Ở diễn biến khác, theo The National Pulser, hôm 28 tháng 4, Bà Monica Medina, phu nhân của ông Ron Cullen, Tránh Vất Phòng Tổng thống của ông Biden, đã nhiều lần hợp tác với các cơ quan truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành. Bà Medina là người sáng lập và là nhà xuất bản bản tin điện tử về môi trường. Bà đã xuất hiện nhiều lần trên kênh truyền thông CGTN do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành để thảo luận về biến đổi khí hậu. Bất chấp việc CGTN nhiều lần phát sóng những bản tin phủ nhận cáo buộc Bắc Kinh phạm tội diệt chủng ở Tân Cương, bà Medina mô tả trong một Twitter rằng Việc tham gia chương trình của CGTN là một trong những điều thú vị mà tôi đã làm. Bà Medina cũng công khai ca ngợi sáng kiến vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng cùng với sáng kiến Bắc Cực, sáng kiến được đề xuất bởi Tổng bí thư Tập Cận Bình là những cách mà chúng ta có thể thấy sự phát triển đang diễn ra. Liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, Washington Times hôm 28 tháng 4 đưa tin, ông Trump cho biết nếu tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024, thì ông có thể tham gia vào cuộc đua đề cử của Đảng Cộng Hòa và chọn một người đồng hành ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022. Nói trong chương trình Giordan Bonino Show được phát sóng hôm 28 tháng 4, cựu tổng thống Trump cho biết: "Bạn có thể hình dung rằng tôi đang xem xét việc tái tranh cử một cách nghiêm túc. Nếu làm điều đó, tôi nghĩ có lẽ thời điểm thích hợp nhất sẽ là ngay sau cuộc bầu cử năm 2022." Ông nói thêm: "Có thể làm điều đó sớm hơn, nhưng tôi nghĩ sau cuộc bầu cử sẽ tốt, đặc biệt nếu bạn có một cuộc bầu cử tốt." Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết Tổng thống Biden đã làm xáo trộn biên giới Mỹ-Mexico và việc chính quyền mới thúc đẩy tăng thuế doanh nghiệp sẽ khiến các công ty Mỹ phải chạy trốn sang các quốc gia khác. Ông nói thêm rằng Tổng thống Biden đang nhận được thành quả từ công việc mà chính quyền tiền nhiệm đã làm trong cuộc chiến chống lại dịch Covid. Báo Vietnam Time ngày 27 tháng 4 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di đã nhắc nhở mọi người đừng quên vô số tội ác chồng chất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho người Trung Quốc. Ông quan sát thấy rằng mọi người luôn chú ý đến những tội ác hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà quên đi những tội ác trước đây của họ. Ông ví dụ, khi mọi người đang nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội A, đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội B, mọi người lại bắt đầu quên đi tội A của Đảng này. Sau đó, Đảng này tiếp tục phạm tội C và tội ác B lại bị lãng quên. Mọi người đều nói về tội ác mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi ngày và quên đi tội ác mà họ đã gây ra trước đây. Ông cũng lưu ý, thời gian sẽ xóa nhòa ký ức và chế độ Bắc Kinh sẽ tiêu hủy bằng chứng. Thế hệ những người mới cũng lần lượt tiếp nối nhau trên các kênh truyền thông và các vấn đề trước đây sẽ không còn được nhắc lại. Như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật và thoát khỏi sự trừng phạt. Ông nói rằng, mình đã đến Hoa Kỳ vận động hành lang trước khi luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông được thực thi vào năm ngoái. Kể từ đó đến nay cũng đã gần 11 tháng. Trong khoảng thời gian này, tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Ví dụ về vấn đề đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19, Bắc Kinh đã trì hoãn thông báo trong 2 tháng khiến đại dịch lan rộng ra toàn cầu và khiến hơn 3 triệu người tử vong trên toàn thế giới và gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế không thể thống kê được. Ông cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện tội ác diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nhưng nếu mọi người chỉ chú ý đến điều này, họ sẽ không nhớ đến những tội ác khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng tội ác lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đàn áp pháp luân công và thu hoạch sống nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Việc mổ sống cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công xưa nay chưa từng dừng lại, hiện giờ đã trở thành một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận. Những người này mỗi ngày đều vẫn đang phạm tội, thu hoạch nội tạng trong cơ thể người để kiếm tiền. Nhưng vì mọi người đều quan tâm đến tội ác mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên tội ác cũ này đã bị lãng quên. Ông Viên Cung Di cũng cho biết ông đồng cảm với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng người Hán mới là nạn nhân thi tạm nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng này đã bức hại 70 triệu người, trong đó có 60 triệu người là người Hán. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kích động mâu thuẫn chủng tộc ở Tân Cương, nhưng nguyên nhân sâu xa lại là mâu thuẫn giữa các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc với người suy ngô nhĩ. Ông chỉ ra rằng, đảng này đã cử các đảng viên đi khắp đất nước, đàn áp người dân địa phương, Hồng Kông cũng vậy, đâu còn việc người Hồng Kông cai trị Hồng Kông và có mức độ tự chủ cao. Hiện giờ, tất cả đều do đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị Hồng Kông. Giới Epoch Times đưa tin, một tạp chí Trung Quốc đã công bố hai báo cáo trong năm ngoái, kết luận rằng trứng luộc có thể biến thành trứng sống trước khi nở ra gà con. Thông qua một quá trình tái sinh, bằng chứng mang tính giai thoại này gần đây đã thu hút câu hỏi trên mạng xã hội Trung Quốc về ngành học thuật và chất lượng xuất bản của tạp chí. Một báo cáo có tiêu đề biến trứng nấu chín thành trứng sống tái sinh trứng, báo cáo trong phòng thí nghiệm về việc ấp trứng gà con được xuất bản vào tháng 6 năm 2020 bởi tạp chí Địa lý Qua ảnh. Một ấn phẩm của nhà nước do Cục Truyền hình và Truyền hình tỉnh Cát Lâm quản lý. Tác giả báo cáo là bà Cua Hứa Pinh, hiệu trưởng của một trường dạy nghề ở tỉnh Hà Nam. Theo báo cáo, nữ hiệu trưởng và một số sinh viên trường nghề đã biến hơn 40 quả trứng gà luộc thành trứng sống và trong số này có một quả nở thành một con gà con khỏe mạnh. Báo cáo cho biết, mọi quy trình đều rất nghiêm ngặt và nghiêm túc. Các phương pháp mà nhóm nghiên cứu vận dụng là khai thác năng lượng siêu nhiên ở người. Các sinh viên sở hữu năng lực siêu nhiên đã truyền năng lượng vào các quả trứng luộc để biến chúng thành trứng sống. Cư dân mạng Trung Quốc sau đó chế giễu bà cúa thiếu ý thức thông thường và gọi bà là kẻ nói dối vì gây hiểu lầm cho dư luận và làm hại trẻ em. Một số người gọi đó là sự xúc phạm đối với trí thông minh. Một cư dân mạng trên sina weibo, một nền tảng của Trung Quốc tương tự như twitter, đã đặt câu hỏi liệu ngành học thuật có bị tham nhũng hay không? Bà Cúa, tác giả báo cáo sau đó nói với các phương tiện truyền thông nhà nước rằng, mặc dù bà đã chứng kiến cuộc thử nghiệm, nhưng báo cáo được viết bởi một người bạn thay mặt bà. Bà Cúa đã xin lỗi công chúng thông qua Tân Hoa Xã về bài báo được xuất bản. Thừa nhận thử nghiệm không đủ nghiêm ngặt để được công bố, cho dù đó là sự thật hay không. Ngày 17 tháng 4, cao học viên Pháp luật Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã tổ chức lễ tinh trên quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland để kỷ niệm cuộc tình nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh của 10.000 học viên nhằm kiến nghị chính phủ điều chỉnh lại các chính sách và hành động sách nhiễu môn tu lệ này. Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp luật Đại Pháp 22 năm qua, một cư dân địa phương cho biết bà nghĩ rằng như vậy là quá lâu. Bà nói, tôi sẽ luôn sát cánh và ủng hộ các bạn. Tôi ước toàn thế giới đều thực hành chân thiện nhẫn. Ông Chris Newman, Ủy viên của Hội đồng của Đảng Tiến bộ New Zealand nói rằng các học viên Đại Pháp luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình, đất nước và nhân dân New Zealand. Ông thắc mắc tại sao một nhóm đầy tính nhân văn cao đẹp và có nhân sinh quan tích cực như vậy lại bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại? Ông tuyên bố, nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng chỉ có những kẻ độc tài và quái vật mới không ngừng trả đạp phẩm giá của người dân. Khi nhìn lại lịch sử của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy nó đàn áp người dân Trung Quốc bằng cách khiến họ lo sợ và hoảng loạn. Ông nói thêm, ngày 25 tháng 4 cũng là ngày Anzac ở New Zealand. Nhiều năm trước, thế hệ cha ông chúng ta đã đến các quốc gia để đánh bại chế độ độc tài và chuyên chế. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đúng là một chế độ như thế. Anh George Morfopos từng là sinh viên ở Trung Quốc trong 9 năm. Anh chia sẻ, tôi biết Pháp Luân Công, chân thiện nhẫn là nguyên lý tuyệt vời. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp và độc ác. Mọi người không nên bị bức hại vì có đức tin. Ở Trung Quốc, tôi thấy các tờ tiền có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cho dù cuộc bức hại có tàn khốc đến đâu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn lên tiếng và tiếp tục phơi bày cuộc bức hại này. Anh nói rằng, các học viên làm rất tốt. Thông qua các cuộc meeting, các bản tin truyền thông, các tin tức trên mạng xã hội, họ cũng cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà Leslie Weaver, một chủ công ty, nói với các học viên, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra quá lâu. Các học viên không phạm tội gì mà bị bắt ngay trên đường phố nhiều người còn bị mổ cướp nội tạng sống, thật kinh khủng, tôi ước sao không có chuyện như vậy xảy ra trên thế giới. Bà nói, chân thiện nhẫn hoàn toàn đáng được tán dương, tôi ước cả thế giới có thể thực hành chân thiện nhẫn, tôi sẽ luôn sát cánh và ủng hộ các bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn. Bản tin trưa của Dekan TV đến đây kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, kính chào quý vị, sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.